Ok, chào mọi người. Hôm nay shop đã gửi đến mọi người ít mấy câu nha mọi người. Đa phần những máy này sẽ là những máy sách tay từ Nhật về. Rồi, để shop lên cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi nguyên clip shop lên á thì anh em mới gửi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, để gửi mọi người xem máy số 1. Thì máy số 1 gửi cho mọi người xem là một con máy Shimano Nasi. Đây. Con này đời 207 mấy người, đời 207. Những con đời đầu vì này như thế này nè, độ bền bỉ anh em đánh giá cực kỳ ok nhé. Những con đời mới giờ thì độ bền bỉ nó không bằng. Thì đây, Nasi là của hàng Malaysia sản xuất mấy người. Thì con này một con Shimano Nasi 1000. Đó. Ngoại hình thì con này nó ra tầm khoảng 95-93% nhé. Đây anh em thấy rất là đẹp nhé. Đó. Rất là đẹp, cái này nó không bị xước luôn. Đó. Máy 1000 này chuyên về cho anh em dạng lua suối nè, lua cá nha nhỏ, nó anh em câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, câu iso. Đó, máy 1000. Tiếng mua bên nghe rất là đã nha mọi người. Đây, ok, máy thì hoạt động rất là trơn tru rồi. Đó. Cực kỳ mượt mà luôn. Đó. Ngon lành nhé. Mặt đạn trái ngược ngon nè, quay ngược ok, quay tới ok, mượt mà nha mọi người. Rồi, giá khai máy số 1, giá 1.4 nha mọi người, 1.400k cộng ship máy số 1. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 gửi mọi người vẫn là một con máy Shimano Nasi. Đây. Thì con Shimano Nasi là một con Shimano Nasi 1000, đời 2010, nút châm dầu. Và máy cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Máy cũng còn cực kỳ xuất sắc. Đây. Đây. Dạng không bị xước dưới đây luôn. Bên đây còn rất là đẹp. Đây. Tổng thể rất chi là đẹp. Máy 1000 thì vẫn vậy, chuyên về cho anh em lua suối, câu cá mương, lùa câu cá hanh, cá cháp, anh em câu tôm, dạng câu cảm giác. Đây, dưới đất không bị xước luôn. Lấy cước ok. Tiếng mô bình cũng nghe rất là đã nhá. Máy thì hoạt động trơn tru rồi. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Mượt mà. Đó. Đây, cực kỳ êm. Mặt bạn trái ngược ok. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ngon lành, cực kỳ mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 2, giá 1.500.000 người, 1.500k cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3, máy số 3 gửi cho mọi người là một con máy Shimano Nasi. Thì con này đời 2010, máy này là C3000 nha mọi người. Đó, một con C3000, một con máy body. Đó. C3000 là một dòng máy body. Máy thì tổng thể còn rất là đẹp mọi người. Đó. Đây. Con này được sản xuất cũng được tại Malaysia nha mọi người. Máy sản xuất tại Malaysia. Đây. Đến giờ đây không bị xước nữa nè. Rất là đẹp nhé. Lớp mạ này cũng còn rất ok. Đó. Thì máy 3000 này thì cước số 3 nó sẽ vô được là 100 xem cước số 3 sẽ được 150m, cước số 4 sẽ được 100m, cước 2.5 sẽ được 180m. Tiếng rắc mobile nghe rất là đã nhé. Đó. Khá là đanh nha mọi người. Đó, con này anh em về lua lóc, lua chẽm thả ga nhé. Máy thì hoạt động rất là ngon nè mọi người. Đó. Đây. Để kế cho người nghe luôn. Rất là mượt nhé, ngon này, mượt mà. Đó. Máy này chuyên về câu lua, không thay anh em công ngâm lăn xe thả ga nhé. Máy 3000, máy body. Rồi, giá công khai máy số 3, giá 1.500.000 người, 1.500k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 gửi cho mọi người một con máy Daiwa.
Đây, lần trước cũng bán hai con này rồi, bây giờ về thêm một con nữa. Đây một con máy Daiwa Gigalit. Đó. Thì con Gigalit này một con Daiwa 3000. Có xe tương đương cái tập khoảng 4000. Cước 3 giờ được 3, cước 3 giờ được 200m, cước 4 giờ được 150m. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là đẹp anh ơi. Đó. Đa phần mình lấy thì sẽ lấy máy những con máy hàng tiễn về. Đây. Bên ngoại hình thì anh em yên tâm. Đó. Rất là đẹp nhé. Này nó bị xước cái này do dây nó khứa vào nè mọi người. Đó. Không ảnh hưởng gì nhé. Thì con Daiwa này được sản xuất tại China. Đó. Thì hàng này thì anh em lưu lốc rất là thích luôn. Đó. Cầu rất là ổn định luôn mọi người. Độ bền bỉ nó rất là cao và ổn định. Hoạt động chân chu nhá, mượt mà, không có tiếng động lạ. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Bây giờ ok nè, đó. Quay tới ngon lành. Đó. Những máy mình bán ở đây á, là nó sẽ đổi trái phải bình thường nha anh em, đổi trái phải bình thường. Và hoạt động cực kỳ ngon lành. Tiếng gắt mua bên nghe cũng rất là đã. Đây. Máy cũng còn rất là mới nha. Rồi, giá công khai máy số 4, giá là 150 giá là 1.200.000 nha người, 1.200.000 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 gửi cho người một con máy rất là nổi tiếng của anh em hay câu. Đây là một con máy Daiwa Kit. Đây mọi người. Đây là một con Daiwa Kit 2000. Đó. Con máy Daiwa Kit thì Kit 2000 thì nó có xe tương đương với 2000 luôn nha mọi người. Cước số 2 sẽ được 150m, cước số 3 sẽ được 100m. Đó. Đây mọi người. Đây. Mô bên thì còn rất là đẹp nhé. Nó bị xước cái này một tí nè. Đó. Dâm thôi nha mọi người. Đó. Chứ không phải là bít xước lớn đâu. Dâm thôi. Dưới đây cũng vậy. Đó. Xước dâm đi tì dưới đây tí. Đó. Đó. Đây một tí nữa. Dạng dâm nhỏ nhỏ thôi. Thì Daiwa Kit này thì được sản xuất tại Thái Lan nhanh nè. Máy được sản xuất tại Thái Lan. Máy thì hoạt động đây. Đó. Cực kỳ mượt mà nhé. Dòng Kit này quá nổi tiếng về độ mượt và trâu rồi. Cực kỳ mượt nha mọi người. Đó. Máy 2000 này thì anh em có thể câu tôm, câu cá chép, câu cá chê. Nên anh em có thể câu lua. Mà dạng anh em lua mà nhái giả nha mọi người. Lua màu giả. Bằng đạn trái ngược ok nhé. Trái ngược ok. Ngon lành. Đó. Máy cực kỳ mượt nha mọi người. Đẩy cước ok. Rồi giá công khai máy số 5, giá là 1.600.000 người, 1.600.000 cộng ship máy số 5. Tiếp theo sẽ gửi mọi người máy số 6. Thì máy số 6 gửi cho mọi người là một con máy Abu. Thì con này còn hợp như người, nó còn hợp luôn. Thì con này nó sẽ còn hợp, còn túi. Không biết có túi không ta. Con này không có túi nha người, còn hợp và còn sách hướng dẫn nha. Đó. Cách hướng dẫn như lông đền theo thang máy nha mọi người. Đây. Abu Super. Thì con Abu Super này thì nó chạy sẽ là 5 mặt đạn. Gatio của nó là 6.1.6.2.1. Đó. Mặt rắc của nó sẽ được 5kg nha mọi người. Bề số 2 sẽ được là 220m. Đó. Máy Abu thì đa phần này được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật. Đây. Nước nó xuất nó để thông số đây mọi người. À, rất là rõ ràng nha. Đó. Đây, máy đây mọi người. Máy này thì tay quay là tay quay xích cốt nha mọi người. Đó. Đây, máy rất là đẹp. Con máy này có xe được đưa ra tầm khoảng 3.000, 4.000 Shimano nhé. Đó. Đó, con này anh em về lua lóc đồ nhá thật, mua lua màu giả anh em câu lăng xê, câu chép, câu cá chê thì rất là ngon. Ừ. Đây, nấm tay quay nấm tròn. Đó. Đây, dạng tay quay xích cốt thế này. Ừ. Máy này thì hoạt động rất ngon lành à.
rất là mượt mà mọi người đó. Cực kỳ êm nhé, ngon lành. Con này thì nó chỉ quay một chiều thôi mọi người, chứ không có phá trả ngược nha. Thì bán hàng thì báo gõ cho anh em vậy. Đây cực ok. Đó. Rồi, giá công khai mã số 16, giá là 1.4 triệu mọi người, 1.400.000 cộng ship mã số 16, một con máy rất là ok. Tiếp theo mã số 17. Mã số 6 giá 1.4 triệu, mã số 7. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 gửi cho mọi người vẫn là một con máy của Abu. Đó. Thì Abu mình cũng đã nói thì Abu này được sản xuất tại China nha mọi người, xuất cho thị trường Nhật. Thì con máy này là một con máy hàng trưng bày, còn rất là mới luôn. Đó, nó còn cái mã phiếu bán hàng theo nè mọi người. Đó. Thì đây một con Abu 2500. Đó. Có xe tương đương ra tầm khoảng 2500 luôn. Cước số 2 be số 2 á sẽ vô được 150m nha mọi người. Đó. Và hoạt động của máy thì rất là ngon là này. Đó, cực kỳ mượt nhé. Tay quay đôi, chuyên về cho anh em câu lua nha mọi người. Tay quay đôi, chuyên về cho anh em câu lua. Đó. Be số 2 sẽ được 150m, cước số 2.5 sẽ được 150m. Đây. Máy thì còn rất là mới. Đó, có dây theo máy luôn, đó, có dây theo kèm luôn. Hoạt động ok, mượt mà. Đó, chuyên về cho anh em nào câu lua, câu ngâm, câu cá chê, cá chép, câu lăng xê ở ga nhé. Rồi, giá công khai mã số 7, giá sẽ là 650k rồi, 650k mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gửi cho người quản một con máy của Abu. Đây, còn có mã bán hàng luôn. Thì con Abu này vẫn là mình lấy hàng trưng bày về. Đó, núm của nó là núm tròn mọi người. Đây, núm tròn bự. Thì con Abu này một con Abu 5000. Đây, Abu 5000. Nhưng mà xét về xây máy thì xây máy này tương đương với 6000 Shimano nhá. Đó. Con này chạy là 4 mặt đạn. Mặt đạn trả ngược đầy đủ. Gato của nó là 4.8.1. Đây mọi người. Đó. Be số 3 sẽ được là 240m, cước số 6 sẽ được 150m và xây tương đương với xây 6000 Shimano nha. Đây. Con này thì về cho anh em câu ngâm, câu cá cha, câu lăng xê, câu biển. Không thôi anh em có thể xách máy này anh em ra câu mà câu giá thật cũng rất ok nhé. Câu lua, câu giá thật, câu gần. Máy thì hoạt động trơn tru mọi người, rất là mượt nhé, cực kỳ ngon lành luôn. Đây lắc là quay. Rất là mượt mà. Ok nha mọi người, mua bên sóng cứ cước theo nồi luôn nha mọi người. Ngoại hình thì rất là mới rồi vì đây là hàng trưng bày. Rồi, giá con khai máy số 8, giá là 750k rồi, 750k cộng ship máy số 8. Tiếp theo qua đây sẽ là máy số 9. Máy số 9 gửi cho mọi người là một con máy của Shimano. Thì đây một con Shimano Otega C3000 đời 205 mọi người. Xé này ra cho anh em xem cái độ mới của nó. Con này thì cực kỳ mới luôn. Tổng thể của hình con này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân nó ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Đây anh em thấy rõ không? Mình quay trong clip thì mình gắng cố gắng mình quay cận cảnh luôn. Đây con lăn ở đây. Đó. Thì C3000 thì dòng máy sẽ là máy body nha mọi người. Đó, thông số body. Body nó nhỏ gọn lại. Thông số của nó vẫn là thông số của máy 3000 nhưng mà body nó ra tầm khoảng 2000 hàng ngữ thôi. Máy đây nè, hoạt động nè, khỏi chê. Đó. Những con Otega thì hoạt động ngon lành nha mọi người, rất là mượt. Đây, để kế bờ cho người nghe luôn. Thì con Otega này được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Nó được sản xuất tại Malaysia, xuất cho thị trường Nhật. Có mã code đầy đủ nha. Đó. Thì con này 3000 thì có cước số 3 sẽ được 150m, cước số 4 sẽ được 110m. Anh em câu BE thì BE số 1 sẽ được là 400m, BE 1.2 sẽ được là 280m. BE 1.5 sẽ được là 210m và BE số 2 sẽ được là 180m. Đó.
máy rất là đẹp. Con này về chiên cho anh em câu lua nhé, câu lua, câu cá chép lăng xê, cá chê rất là ok. C3000 này rất là dễ đánh cho người đó. Quái hoạt động ok mượt mà nhé. Rồi giá công khai mã số 9, giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng chip máy số 9. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 gửi cho người một con máy Shimano Ultegra đó, thì con này full hợp nhé. Đây một con Shimano Ultegra 3000 đó. Em mọi người thông số nó đây, cước GTO của nó sẽ là 4.8.1, nặng là 320 gram, bạc đạn là bạc đạn thứ ba mặt đạn mọi người, 3+1. Be thì bên em câu be số 1 400m, be số 1.2 sẽ được là 280m, be số 1.5 sẽ được là 210m, be số 2 sẽ được 180m. Cước thì cước số 3 sẽ được 150m, số 4 được 110m nha mọi người. Thì con Ultegra được cũng được sản xuất tại Malaysia người, sao mà Malaysia xuất cho thị trường Nhật. Thì con máy là một con máy thường, không phải là con máy body. Đây C không có chữ C nha mọi người. Đây máy Ultegra 3000, tiếng rắc nghe rất là lạ nha nè. Con này về câu lua hết bài, máy còn túi, còn hộp, còn túi lông đền luôn đó mọi người. Để lấy coi cho mọi người xem. Đây đúng rồi, đó, còn hộp túi lông đền thì không biết còn trong đây không đó. Đó còn mà đó. Đây, hộp túi nhé. Đây mọi người, máy thì còn rất là mới rồi. Đó. Vết xước nhỏ ở đây, vết xước đây, vết xước đây. Đây. Phần đuôi của nó đây, rất là mới nha mọi người. Đây. Ngon lành. Rất ok nhé. Máy được sản xuất tại Malaysia luôn nha mọi người. Đó, Malaysia. Thì con này nó có một điểm xấu duy nhất đây, cái quét này đó, nó bị chóc sơn mọi người đó, chóc sơn nha. Do bên kia họ lấy cái nước rửa móng tay họ lao kỹ quá vậy, lao nó bị chóc luôn đó, như vậy thôi đó, chỉ có cái này nó bị chóc sơn thôi, phần còn lại là rất là đẹp nha. Máy thì hoạt động rất ok rồi đó, dòng Ultegra hoạt động rất là chắc tay nhé, cực kỳ chắc tay luôn đó, ngon lành mượt mà rất là đầm luôn. Vay ngược ok, vay tới ngon lành đó. Rồi giá công khai máy số 10, giá là 1.700.000 người, 1.700.000 cộng ship. Đây mình so sánh giữa một con máy C, một con máy không C, một con máy body, một máy thường đây anh em đó, thấy không, một trời một vực nhá. Đó, nhỏ hơn liền nhưng mà thông số giống nhau thôi đó. Rồi để em ra mã khác nhé. Rồi tiếp theo lên đây, lên đây sẽ là máy số 11. Máy số 11 gửi cho người vẫn là một con máy của Shimano Ultegra. Thì con số 11 này là một con máy Shimano Ultegra 2500 đó. Máy thì mấy con này thì mình tiễn về, hàng rất là đẹp nha mọi người đó. Đây. Đây không có trước luôn, phần đít cũng vậy. Con Ultegra này được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó, mới đây nè, hàng Japan. Bản có đầy đủ nhé. Mua bên trên thì rất cũng rất là ok. Tiếng ngắt của nó đây, nghe rất là đã tai nhé. Máy này dạng máy đây cao nên có nút châm dầu mọi người. Đó, nút này chưa tháo luôn nè. Đó. Cái con này thì dạng hàng dùng lướt thôi. Đó, tổng thể còn rất là đẹp. Ngoại hình con này ra tập khoảng 95% nha mọi người. Thì con này 2500 thì có xây tương đương với 2500. Cước số 2.5 sẽ được 150m, cước số 3 sẽ được 115m. Anh em có be thì be số 1.2 sẽ được 200m, be 1.5 sẽ được 160m. Đó. Máy rất ok. Những con máy quay hình thế này nè thì anh em yên tâm hoạt động đi. Đây anh em. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. Cực kỳ mượt luôn. Đó. Máy thì đổi trái phải, tay trái phải bình thường, hoạt động thì mượt mà, im thì thầm. Đó, đây anh em, để cỡ bơ cho anh em nghe luôn. Đó. Rồi, giá công khai máy số 11, một con máy hàng sản xuất tại Nhật, giá là 2.000.000 người, 2.000.000 cộng ship máy số 11.
Tiếp theo là mãi số 12. Máy số 12 gửi cho mọi người là một con máy Shimano T-Win. Đó. Đây một dòng T-Win Power 2500. Đó. Đây. Con này khách gửi mình thanh lý nha mọi người. Đó, khách gửi thanh lý. Đây. T-Win Power 2500, hàng sản xuất tại Nhật. Đây. Cổi thì đẹp này. À, phần dưới đây thì nó có xây xác một tí thôi, à, xây xác nha. Đó. Đây, mọi người có xây xác. Chung này con này về anh em câu thì ngon lành, à, có xây xác ít thôi. Thì con hàng 2500 này thì cước số 2.5 sẽ được 150m, cước số 3 sẽ được 120m. À. Chỉ có xây xác thôi, về phần hoạt động thì rất là mượt nha anh em, à, rất là mượt. Ngon lành nhá, mượt mà đây, cực kỳ êm luôn. Đó, êm thì thầm phá dính pha dính về ngược ok. Đó, này rất là êm nhá. Rồi giá công khai máy số 12 giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng ship máy số 12. Tiếp theo máy số 13. Máy số 13 thì mình sẽ lên lại một con máy clip trước mình đã lên. Đây là một con máy Gadia. Đây, một con Gadia hàng của Nhật nha mọi người, máy Japan. Đây, máy đây mọi người. Thì đây một con máy của Daiwa. À, cái thân máy của nó sẽ làm bằng kim loại luôn nha mọi người. Đó. Gadia đây 2500. Thì con này có xe tương đương với tập hãng 3000, cước số 3 sẽ được là 150m, cước số 2 sẽ được là 200m. Anh em combi thì BM số 1.5 sẽ được là 200m luôn nha. Đó. Đây. Máy đây. Đó, máy thì nó có xe xác ở đây một tí nè. Đó. Tất cả phần còn lại thì nó ok. Đó. Vì máy dạng máy sơn đen, sơn nhám thì anh em nhìn nó đây xước xước tí thôi, nhưng mà tổng thể ngoại hình thì ok nha mọi người. Nào, tương đối ok thôi chứ không quá sạch sẽ nhé. Đây máy thì dạng tay quay xích cốt nữa này. Nào, máy dạng đường cao tay quay xích cốt. Con này thì chuyên quay cho anh em dạng lua lóc, câu nhá thật, câu nhá hơi đều ok. Đó, câu mồi giả, câu ngâm, câu cá chê, câu cá chép. Máy thì hoạt động rất ngon lành, đó, cực kỳ mượt mà luôn, quay là chân chu luôn á, rất là mượt nha mọi người, đây, êm thì thầm luôn, để cỡ bên trong người nghe, đó, rất là đã nha mọi người, đó, quay chân chu, pha dính pha dính, quay ngược ok nè, đó, quay tới ok nè, đó. Anh em quay nè. À, rất là mượt nhá. Mua pin là mua pin sống lắm này. À, lấy cước là ok, ngon lành. Rồi giá công khai mã số 13 giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng ship máy số 13. Tiếp theo mã số 14. Mã 14 là một con chuyên về cho anh em săn lóc, à, lóc bông. Anh em cô ngâm cũng được. Thì đây một con máy Daiwa CTS, Daiwa CTS 3000. Mọi người, một con Daiwa CTS 3000. Đó. Ok, tổng thể của mình ok mọi người, có xước sơn đầy tí. Máy 3000 này thì có cước số 3 sẽ được là 200m, cước số 4 thì là 150m người. Đó, con máy này có xe tương đương tầm khoảng 4000 Shimano nhé. Con này thì anh em về chuyên về cho anh em câu lóc, câu lua. Đó, câu ngâm. Câu biển lua gần thì rất là ok, xe 4000 đa dụng này. À, tay quay là tay quay xích cốt đúng không, tay quay xích cốt, tổng thể của mình thì còn tương đối sáng nhé. À, máy này thì có một lỗi duy nhất đây mọi người, nó bị nứt cái miếng nhựa đi mọi người, cái miếng đồ này là miếng chụp nhựa vô thôi nha anh em, nó bị nứt nhẹ đây nè. À, do vận chuyển nó cắn thôi, do vận chuyển nhiều máy về thì nó cắn nhau, nó nứt thế này. Đó, không ảnh hưởng gì quá trình hoạt động hết trơn nha mọi người. Đó, mọi hoạt động đều ok hết. Đây
máy thì hoạt động này siêu mượt mà đó, rất là mượt mà nha anh em, không còn gì phải bàn đó. Rất chi là mượt đó. Pha dính quay ngược ok đó. Quay tải ngon lành, máy thì rất là mượt rồi anh em, để kế bên cho anh em nghe luôn. Im máy nhé, nhìn con máy im máy là nó quay tới quay lùi thế này đó. Rồi giá bán công khai máy số 14 giá là 2,5 triệu, giảm giá luôn, giá là 2,4 triệu nhưng rồi ở máy số 14 2,4 triệu một máy rất là ok nhé. Nên đây sẽ là ba máy cuối cùng, ba máy cho anh em câu bạc bãi, anh em câu lục dạng câu bạo lực đó, câu gần. Thì đây là một con máy có nông đó, một con máy có nông mà xây lớn mọi người, có nông mà xây lớn này. Thì đây một con máy Daiwa Emblem 5500T. Thì con này được sản xuất tại Japan nha người, Japan. Đây, đây một con máy còn rất là mới. Đây có sức đầy tí, sức đầy tí. Tổng thể của hình ok. Đó. Rất là êm nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Đây không bị sức gì nhiều luôn nè, đó. Máy ăn coi nông mà ngoại hình mới này như thế này mọi người, đó. Còn rất ít trên thị trường nhá. Con lăn ok nhá. Đó. Thì con này 5500 thì nó có xe tương đương tầm khoảng để xem thông số cước xem. Con này nó có xe tầm khoảng 10.000 nha mọi người, cái xe tầm khoảng 10.000. Cước số 8 sẽ được là 250m, cước số 10 sẽ được 200m, đó. Cước số 12 sẽ được là 170m. Nó sẽ tương đương tầm khoảng 10.000, 11.000. Máy rất là lớn nhé, cối nông thì anh em yên tâm, nó ra dây rất là xa, rất là dễ thoát dây ra nha mọi người. Đó. Hoạt động thì trơn tru, ngon lành nha mọi người. Đó. Quay ngược ok, đó. Quay tới ok, cái tiếng xẹt 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 là cái tiếng này mọi người, đó. cái chặn cước nè, nó đánh vô cái nồi nha. Đây bên đây cũng có hai cái, nó sẽ ngăn cước lọt vô đây đó. Đây anh em yên tâm, máy chân chu nha, mượt mà. Rồi giá công khai mã số 15 giá là 1,2 triệu người, 1,2 triệu cộng ship, máy số 15, một con máy của Nhật ngoại hình mới. Tiếp theo mã số 16, máy số 16 gửi cho người vẫn là một con máy Daiwa Emblem. À, hàng vẫn là hàng được sản xuất tại Nhật, ngoại hình đây do mấy cái này tiễn về nên ngoại hình thì rất là xuất sắc rồi đó. Con này thì vẫn chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bãi đó, và anh em câu ngâm bạo lực. Đây, máy rất là đẹp. Thì đây một con Daiwa Emblem 6000BT đó. Tổng thể của hình rất là ok em ơi, không có vết xước nào lớn hết, máy rất là đẹp nhé. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 12.000, cước số 5, cước số 10 sẽ được là 250m, cước số 12 sẽ được 210 và cước số 16 sẽ được 170m. Máy rất là lớn nhé, chữ dày rất là nhiều luôn, cho anh em bạc bãi thả ga, cầu ngâm cầu bạo lực ngon lành, máy hoạt động chân chu nha mọi người. Đó. Lắc là quay hoa dính, quay ngược ok, quay tới ngon lành. Đây cái gạt cước đánh vô nha mọi người. Rồi giá công khai máy số 16 giá là 1,2 triệu luôn nha mọi người, 1,2 triệu cộng ship, máy số 16. Tiếp theo con máy cuối cùng, máy cuối cùng vẫn là một con máy Daiwa. Thì đây vẫn là một con Daiwa Emblem X. Đó. Máy này nồi kim loại như anh em, hai máy kia là sẽ là nồi carbon, quyền sẽ là quyền kim loại, con này là con máy kim loại luôn. Thì một con Emblem 5000A đây, con này thì ngoại hình xuất sắc nha.
rất là đẹp. Thì con này được sản xuất tại Nhật nha anh em, yên tâm. Đây, cái này anh em câu lục, câu bạc bãi, câu ngâm thả ra luôn nhé. Máy rất đẹp, con lăn còn rất là sáng. Thì con máy này có xe tương đương lên tầm khoảng 10.000. Cước số 10 sẽ được 150m, cước số 8 sẽ được là 200m, cước số 6 sẽ được 300m nhé. Máy thì hoạt động trơn tru nha anh em. Nói chung về những con máy bự như thế này nè, đó, thì anh em nó hoạt động thế này là ok lắm rồi. Vì cái đánh cước nên vô nè, đánh cước vô mấy cái này nó kêu thế này, sẹt. Nhưng mà con này nó không có kêu nhiều nha anh em. Cái nồi ở đây nó sẽ bọc gió đó, khi nó lên xuống anh em bọc gió, mà tổng thể hoạt động ok nha mọi người, ngon lành nha. Này pha dính nha, mặt đàn chống trả ngược hoạt động ok, quay ngược ngon lành, quay tới ngon lành. Rồi giá công khai mã số 17, giá là 2 triệu người, 2 triệu cộng ship mã số 17. Rồi đó, tổng cộng 17 con máy lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người có thể ưng để lại số điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.